Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là một thông điệp về chuyện tình cảm. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy cái thông điệp muốn gửi đến bạn là bạn hãy trở về với những cái cảm xúc thật nhất của bản thân mình. Kiểu như là bạn nên dám dũng cảm để thừa nhận những cái cảm xúc, có thể vui cũng được, buồn cũng được, chán nản cũng được, nhưng mà bạn phải thực sự là thừa nhận và nhìn nhận được cái cảm xúc đó của bạn, thì bản thân bạn sẽ cảm thấy được trở về là chính con người thật của mình. Mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi mà qua được những cái sự tiêu cực đó, hoặc là khi mà bạn quá vui thì bạn sẽ bị kiểu nhiều năng lượng, dư năng lượng, và bạn làm những cái việc đó đều sẽ bị quá lên. Thì khi mà bạn nhận xét được cái cảm xúc của bạn thì bạn sẽ cân bằng lại được nó và giúp cho bạn làm việc hoặc là hoàn thành những cái công việc của bạn trong cuộc sống nó tốt hơn. Còn nếu như mà bạn đang trông chờ một thông điệp tình cảm về một đối tượng nào đó thì lời khuyên của mình là dành cho bạn là bạn hãy nên quay lại là chính mình trước đi. Đừng có quan tâm họ, bởi vì mình thấy nếu như mà họ thực sự có tình cảm với bạn, hoặc là thực sự khi mà hai bạn còn duyên, thì đúng một cái thời điểm nào đó hai bạn sẽ gặp lại với nhau. Khi mà bạn chờ đợi á, thì thứ nhất là cuộc sống của bạn nó cũng không được chạy đúng như cái dòng chảy của nó, và cái người này họ cũng có cuộc sống của họ, nên là họ cũng phải cần hoàn thành những công việc, những mục tiêu của họ trong cuộc sống. Nên là cái khoảng thời gian này hai người cần cho nhau thời gian, cần cho nhau những cái trải nghiệm mới. Có thể là sau những trải nghiệm đó, nếu như hai bạn còn duyên thì hai bạn sẽ gặp lại, còn không có duyên thì các bạn sẽ gặp được những người khác tốt hơn, hoặc là người phù hợp hơn với bạn.